Hello, xin chào các bạn đang xem video của kênh Tôi Yêu Sức Khỏe. Và video hôm nay á, là mình chia sẻ đến các bạn á, là ăn ổi bị táo bón hay trị và phòng chống táo bón. Thì hiện tại trên mạng rất là nhiều sôi nổi, là có nhiều tin tức nói rằng ăn ổi á, bị táo bón đó. Có còn nhiều bạn nói rằng ăn ổi á, nó trị táo bón đó. Thì video hôm nay á, mình sẽ làm rõ những cái thông tin trên. Thì thứ nhất là chúng ta nếu ăn ổi xanh thì chúng ta sẽ bị táo bón nha bạn. Bởi vì sao? Thì bởi vì ổi xanh á, nó thường cứng nè, nên dễ gây tình trạng khó tiêu nè, đầy bụng và táo bón. Bên cạnh đó là trong cái ghi chép của Đông y á, là ổi xanh nó có vị ngọt chát nè, tính bình nè, tác dụng thu liễm nè, nên có thể làm cho co mạch nè, giảm tiết dịch nè và nhu động ruột nha bạn, và dẫn đến cái chứng táo bón. Còn đối với cái ổi chính á, thì nó lại tác dụng là nhuận tràng này, kiện tùy vị này, và có lợi cho tiêu hóa. Nếu dùng ổi đúng cách có thể làm giảm cái chứng táo bón này và hỗ trợ cái chức năng là tiêu hóa của cơ thể. Thì ở trên là mình cũng giải thích các bạn á, là nếu chúng ta ăn ổi xanh là chúng ta có nguy cơ bị bệnh tiêu hóa. Còn nếu mà chúng ta ăn ổi chính á và đúng cách đó, thì chúng ta có thể là làm giảm cái chứng bị táo bón đi. Thì bây giờ mình sẽ chia sẻ đến các bạn là ăn ổi chính giúp phòng chống cái táo bón như thế nào. Thì đầu tiên đó, là mình sẽ nói vào trò ăn tí là ổi chính đó, nó có chứa là 36% chất xơ cùng với cái hàm lượng vitamin C dồi dào. Và cũng đã biết đó, là vitamin C trong quả ổi là nó nhiều hơn cái lượng vitamin C trong quả cam và chanh nha. Bên cạnh đó thì lọc quả này nó còn chứa rất nhiều khoáng chất như là mangan này, kẽm, manje và hợp chất chống oxy hóa và arginine cần thiết. Thành phần trong ổi chính là nó có khả năng làm mềm phân này, tăng cường chức năng tiêu hóa và cung cấp vi chất dinh dưỡng cho cơ thể. Thì để mà phòng ngừa chứng táo bón thì mình sẽ bổ sung cái trái ổi này theo những cách thế này mà để chúng ta dễ tiêu thụ hơn nha bạn. Thứ nhất là chúng ta làm nước ép ổi, là rất nhiều quán thường bán các bạn dùng từ 4 đến 5 quả ổi này ép lấy nước này, và ta kết hợp với các loại trái cây khác, hạt rau xanh khác để bổ sung thêm vitamin, chất khoáng cũng như mình gọi là mix thêm để tạo những hương vị mà nó uống nó kích thích hơn á. Thì so với việc ăn trực tiếp thì nước ép ổi là dễ hấp thu và có tác dụng là nhuận tràng rõ rệt. Thứ hai là chúng ta dùng sinh tố ổi. Thì ngoài việc chúng ta chế biến là nước ép á, bạn cũng thể là chế biến loại quả này thành sinh tố. Thì sinh tố ổi không chỉ cung cấp chất lỏng cho ruột này, mà còn bổ sung chất xơ này nhằm tăng thể tích và giúp phân dễ dàng trong việc đào thải ra ngoài. Và cái thứ ba là ăn trực tiếp là dễ sử dụng nhất, là để phòng ngừa táo bón và hạn chế tình trạng khó tiêu, bạn nên chọn những quả ổi chín vừa, có độ giòn và ngọt vừa phải. Với ổi có quá nhiều hạt á, bạn có thể bỏ ruột trước khi ăn để tránh đầy bụng, cũng như là mình có một tiếp nhỏ luôn cái hạt ổi hoặc là hạt của ớt á, là chúng ta nên loại bỏ khi ăn nha. Bởi vì những hạt này chúng ta có thể dễ đến cái tình trạng mà bị viêm ruột thừa các bạn. Thì mình cũng lưu ý là nếu bạn nào mà trong quá trình ăn á, mà không thích ăn ruột của ổi thì chúng ta nên bỏ ruột luôn đi, chứ để hạn chế lỡ may mà bị trúng ruột thừa. Rồi thì mình sẽ đi vào những cái điều cần lưu ý khi mà chúng ta ăn ổi. Ở đây để chúng ta tận dụng được cái thành phần dinh dưỡng của ổi á, thì chúng ta sẽ lưu ý những vấn đề sau. Thứ nhất là ổi có tính nóng, do đó bạn chỉ nên ăn từ 2 đến 3 quả cỡ vừa trong một ngày. Ăn nhiều ổi thì có thể gây tính nóng mà làm phát sinh cái tình trạng khó tiêu đầy bụng. Nước ép ổi có khả năng kích thích vị giác, giảm chán ăn và buồn nôn, do đó bạn nên bổ sung khi cơ thể bị suy nhược, cảm lạnh hoặc cảm cúm. Người mắc các vấn đề về dạ dày nên uống nước ổi và bỏ hạt ổi nếu ăn trực tiếp. Hàm lượng vitamin C trong ổi tập trung nhiều ở phần vỏ, vì vậy bạn nên
ngâm rửa vỏ sạch và dùng cả vỏ để tận dụng tối đa các thành phần dinh dưỡng. Nên bổ sung nhiều loại trái cây để đa dạng hóa cái hàm lượng dinh dưỡng, tránh tập trung ăn vào một nhóm trái cây nhất định. Thì đó là những lưu ý mà trước khi chúng ta sử dụng ổi. Thì đặc biệt á, là khi mà bị táo bón nha bạn, thì chúng ta không có nên chủ quan là trái ổi chính nó sẽ giúp cho mình giảm và chống táo bón. Thì mình cũng nên tham khảo thêm các chuyên gia về ý kiến của các bác sĩ á. Thì đôi khi mà ăn ổi chủ quan quá thì nó sẽ gây những cái vấn đề nó làm hại sức khỏe. Thì mình xin kết thúc video ở đây, và cũng video trên thì mình cũng đã giải thích cho các bạn á, là ăn ổi có bị tiêu chảy hay không, ăn ổi có bị táo bón hay không đó, ăn và có chống táo bón hay không. Thì mình cũng nhắc lại luôn, ăn ổi xanh thì dễ bị táo bón, và chúng ta ăn ổi chín và một cách hợp lý á, thì sẽ giúp giảm táo bón. Thì mình xin kết thúc video ở đây. Là mình cảm ơn các bạn đã xem xong video của mình, và nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ cái kênh Tôi Yêu Sức Khỏe của mình. Và mình xin chào và hẹn gặp bạn ở những video sau.